Mình có một câu chuyện cũng khá thú vị về ném biên. Mình sẽ kể cho anh em nghe sau. Tịnh Torres, Đức Cun. First touch bằng đầu gối rất gọn gàng. Chuyền dài. Wow, một đường chuyền hóa thành một pha dứt điểm của TV Style. Xin chào anh em. Hiện tại là mình đang ở Tuy Hòa. Đây là một sân banh rất đẹp. Hôm nay mình có trận banh 5 người với lại Tịnh Torres. Tịnh Torres trong kia, mấy anh em áo đỏ. Thì bữa giờ mình cũng ở đây, là hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Mình có đi gành đá đĩa nè, mình có đi Tháp Nhạn nè, rồi mình có đi đi đâu nữa ta, tự nhiên quên mất tiêu. Biển Tuy Hòa nè, nhiều nơi rất là đẹp mà mình không có quay lại để mình up, mình chỉ có mấy cái hình ảnh để cho mọi người cùng xem thôi. Thì chủ yếu là chắc mọi người cũng không quan tâm, trên kênh mình chắc không quan tâm nhiều đến du lịch hay mình đi đây đi đó ở mấy chỗ đó, chắc mọi người không quan tâm nhiều đâu. Mọi người chắc sẽ quan tâm mình ở sân banh nó sẽ như thế nào. Thì mọi người chắc cũng biết anh Tịnh Torres rồi ha. Tịnh Torres thì cũng mấy anh em bên đội Lê Minh mình. Tịnh Torres thì cũng đời đầu của Lê Minh trước cả Đinh Thành, Kim Messi, Kim Haya gì luôn á. Ảnh thì giờ anh về quê lập nghiệp tại quê rồi, không còn đá banh ở thành phố nữa. Mọi người đã xem anh Tịnh qua những cái video clip mình thử thách ảnh. Thì hôm nay có dịp xem anh Tịnh đá banh trong sân thi đấu thật. Rồi mọi người cùng xem nha. Long time no see. Khỏe không anh? Khỏe, khỏe. Khỏe hả? Mình là cố định đá trận hàng tuần ở đây hay sao ta? Thì đá 2-4-6 hàng tuần. 2-4-6 hàng tuần. Sức khỏe vui vẻ mồ hôi đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ok, hy vọng là có một trận banh vui vẻ với anh Tịnh nha. Rồi ok. Rồi cái bên này có ai nữa? Cái đón trưởng của sàn banh đi. Ok. Rồi, hy vọng là sẽ có một trận banh thú vị tại đây. Mời cùng xem nha. Rồi xong kèo bên sân 5 rồi, giờ chuyển qua sân 7. Đó, anh Tịnh một đêm 2 trận. Nhiều sức khỏe dữ vậy anh. Giới thiệu sơ qua kèo bên này là có những ai nè. Bên này có đội của anh Tư này. Anh Tư, anh là chủ tịch câu lạc bộ Phú Yên. Dạ. Kìa. Đây là Đình Đạt, U19 Phú Yên luôn. Nhân tố với bàn đăng chị á. Trong sân có ai ta? 14. 14 Bin. Bin. Chí. 7. 7 Sang. Sang. 18 là Chí. Chí. Số 2. Số 2 là Sơn. Số 8. 8 là Trực. 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 Bên đây có số 3. Số 3 là Vũ. Vũ. Đấy, sinh viên mình. Dạ rồi. Đội đối thủ biết không ta? Đối thủ thì cũng mấy anh em chung đội. Ủa dạ. Là quen luôn. Sao thấy đá cũng tốt lắm. Thủ môn. Môn là Lít hoặc là Lít. Lít. Vậy ở đây là có một siêu phủi Đức Cun. Đây, 16 Đức Cun. Siêu phủi Phú Yên. Theo lời anh Tịnh Torres giới thiệu. Đây là tên là gì đó? Cà phê K&T. Cà phê K&T. So với chèo sân 5 hồi nãy em thấy là đá hay hơn nhiều anh ha. Đúng rồi. Toàn mấy anh em đá tốt thể lực không? Nhất nhì Phú Yên anh. Chúng tôi cũng một trong top. Trong top. Top cái đội mạnh. Hay quá. Top cái đội mạnh của Phú Yên. Quá dữ. Có tính chiến những giải lớn nào không anh? Có những giải đều tham gia hết. Mấy giải lớn ở đây là tham gia hết. Ồ. Hay dữ ta. Vừa rồi đá Cabela. Ô, một nửa đây là đá Cabela luôn. Wow. Quá dữ dội. Giờ mới biết. Mình đang đá chung với một câu lạc bộ hàng đầu ở Phú Yên. Không vào. Giờ thì mình đã vào sân thi đấu rồi nha anh em. Số 13 cà phê K&T, Tịnh Torres, TV Style. Đức Cun. Chuyển dài. Anh Tư không vào. Cú dứt điểm không chính xác của anh Tư. Trước đó là một đường chuyền rất đẹp của Đức Cun. Tịnh Torres. Đình Đạt. Dứt điểm không vào. Một cú dứt điểm rất mạnh của Đình Đạt nhưng bóng đi không chính xác. Ném biên cho thủ K&T. Mình có một câu chuyện cũng khá thú vị về ném biên, mình sẽ kể cho anh em nghe sau. Tịnh Torres. Đức Cun. First touch bằng đầu gối rất gọn gàng. Chuyền dài. Wow, một đường chuyền hóa thành một pha dứt điểm của TV Style. Bóng vượt qua tầm với của thủ môn và ghim thẳng vào góc cao khung thành. Một pha xử lý rất ngẫu hứng của TV Style. Không được. Mất banh rồi. Phản công ngược cho thủ đội bạn. Dứt điểm. Wow. Với một góc sút rộng như thế này thì không có một cơ hội nào cho thủ môn Lít 17. Lên banh ở hành lang cánh phải. Chuyền vào trung lộ. TV Style đã kịp các đường bóng vừa rồi. Giờ thì ném biên cho đội bạn. Dứt điểm. Wow. Một cú sút ngay góc A không thành. Không cho Lít 17 một cơ hội nào. Một cú sút rất hay. Dứt điểm. Không vào. Một cú sút khá nhẹ nhưng thủ môn Lít 17 đã rất cảnh giác. Giờ thì phản công cho cầu thủ K&T. Trả về cho Đức Cun. Qua người. Vẫn không dứt điểm. Không vào. Một cú sút góc hẹp. TV Style. Một pha qua người La Coresta rất ngẫu hứng của TV Style. Nhưng sau đó cú sút của TV Style đã bị bắt bài. Tịnh Torres dứt điểm. Một cú sút rất mạnh bằng chân trái của Tịnh Torres. Bóng bay vào đúng vị trí thủ môn rồi bạn. Giờ là Đức Cun. Qua người. Chưa có cú dứt điểm. Tịnh Torres dứt điểm. Vào. Một pha qua người và dứt điểm rất dứt khoát của Tịnh Torres. TV Style dứt điểm từ xa. Một cú sút từ rất xa của TV Style nhưng bóng đi ra ngoài. Phản công cho thủ K&T. Đức Cun, một pha giật gót cho anh Tư. Và một pha kết thúc không thể nào dễ dàng hơn của TV Style. Một bàn thắng cực kỳ dễ dàng. TV Style đã cắt được banh rồi. Giờ là Đức Cun. Chuyền lên cho Đình Đạt. Rơi bóng vào trung lộ. Dứt điểm. Bóng trúng vào hậu vệ đội bạn. Vẫn còn. Tiếp tục một cú dứt điểm nữa. Nhưng bóng đi khá hiền. Một pha qua người rất hay của cầu thủ áo đỏ. Chuyền ngang. Wow. Chuyền dài. Một pha phá bóng của T Style. Tịnh Torres. Wow, một pha tấn bóng qua người của Tịnh Torres. Pha bóng rất hay. Một chạm, hai chạm, ba chạm, bốn chạm, năm chạm, vâng, rất nhiều chạm. Một pha first touch rất ngọt ngào của Đức Cun. Lên banh hành lang cánh phải, Đình Đạt. Chân trái. Wow. Một cú cứ lòng ngay góc cao của Đình Đạt. Bóng ghim thẳng vào góc A và không cho thủ môn đội bạn một cơ hội nào. Một cú dứt điểm rất hay của Đình Đạt. Chuyền dài. TV Style nhả về tuyến 2. Đình Đạt. Và một cú dứt điểm rất mạnh của Đình Đạt. Bóng xuyên qua hai chân thủ môn đội bạn. Một cú dứt điểm, một chạm trái phá của Đình Đạt. Lên bóng rất tốc độ. Quả người rất hay. Dứt điểm. Khá hiền, đá bồi, wow. Và lúc này trọng tài đã nói hồi còi kết thúc trận thi đấu ngày hôm nay. Một trận thi đấu vui vẻ, sức khỏe, mồ hôi và rất nhiều bàn thắng đẹp. Ra Tuy Hòa, Phú Yên mà được anh Tịnh Torres dẫn đi đá banh như thế này thì quá đã rồi. Nếu mà không có anh Tịnh với lại mấy anh em K&T cho mình đá trận banh vừa rồi thì chắc lại phải kiếm sân banh rồi xin một đội bóng nào đó đi đá lan giống như là hôm mình đi Vũng Tàu ấy. Cảm ơn anh Tịnh và anh em K&T đã cho mình theo chung trận đấu này nha. Và những anh em xem clip này, nếu anh em thấy hay thì xin một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Trọng Thy, xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.